chào quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền thông của Nhịp Đập Guitar. Và quý vị thân mến, trong chuyên mục review ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về mẫu thiết kế độc đáo nhà vườn mái thái một tầng của gia đình nhà anh Nguyễn Đình Cư, trú tại Bình Phước. Và trước khi đi vào phần review chi tiết phối cảnh 3D của công trình, quý vị đừng quên nhấn like, chuông thông báo và đăng ký kênh YouTube của Nhịp Đập Guitar để hàng tuần đón chờ những sản phẩm tiếp theo đến từ chúng mình. Thưa quý vị, những mẫu nhà vườn đang dần trở thành xu hướng thiết kế mới trong năm 2022 và được rất nhiều hộ gia đình tin tưởng và lựa chọn. Về những đặc điểm của nhà vườn, đặc biệt là nhà vườn mái thái có thể kể đến, đầu tiên đó là về công năng sử dụng. Với hệ thống mái dốc thì nhà vườn mái thái giúp tản nhiệt và chống nóng tốt, đặc biệt là với các kiểu thời tiết nóng ẩm mưa nhiều như tại Việt Nam. Về phong thủy thì nhà mái thái tránh tích tụ hung khí và luân chuyển vận khí về cho gia đình. Còn về thẩm mỹ thì nhà mái thái sẽ giúp cho công trình nhà ở của gia đình trở nên cao ráo cũng như là thông thoáng hơn. Bên cạnh đó, với hệ thống nhà vườn thì phía trước của mỗi căn nhà sẽ có một mảnh vườn nho nhỏ là nơi để cho gia chủ trang trí và bày bố những tiểu cảnh đẹp mắt như là chậu cây, bồn hoa, hòn non bộ, bể cá koi, khiến cho không gian sống trở nên khoáng đạt và gần gũi với tự nhiên. Và cũng chính vì lẽ đó, nhà vườn chỉ phù hợp với những hộ gia đình có diện tích xây dựng rộng lớn và đặc biệt là những hộ gia đình sống ở vùng ngoại ô hoặc vùng nông thôn. Quý vị có thể theo dõi và quan sát phối cảnh 3D của công trình nhà vườn mái thái của gia đình nhà anh Cư, trú tại Bình Phước. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Quý vị thân mến, quan sát phối cảnh 3D của công trình nhà vườn mái thái của gia đình nhà anh Cư, trú tại Bình Phước. Quý vị có thể nhận thấy rằng công trình nhà ở của gia đình được xây dựng trên một lô đất vô cùng rộng lớn, có tổng diện tích đó là 274m2. Tổng chiều cao của công trình đó là 10,5m, trong đó thì ở chiều cao của hệ mái đó là 5,1m. Như quý vị có thể quan sát, đó là mặt tiền của căn nhà được tác tạo bởi những đường gờ phào chỉ và những hình khối vô cùng vuông vắn cũng như là chắc chắn, đại diện cho phong cách kiến trúc hiện đại. Quyện với đó, đó là màu trắng sứ của sân tường và điểm nhấn đó là màu đỏ nâu của các hệ mái. Tổng thể căn nhà của gia đình hiện lên vô cùng tinh tế, sang trọng và nền nã thanh lịch. Và bây giờ, nhà đẹp Kita xin mời quý vị vào sâu bên trong để khám phá khu vực phân chia công năng cũng như là những thiết kế nội thất của gia đình. Với phong cách nhà vườn mái thái một tầng xây dựng theo phong cách kiến trúc hiện đại thì gia đình đã bố trí công năng vô cùng khoa học. Từ tầng 1 của gia đình thì có đầy đủ các phòng công năng từ phòng thờ, phòng bếp ăn, phòng khách, có 3 phòng ngủ, trong đó thì có một phòng ngủ master, một khu vực nhà sinh hoạt chung của gia đình và hai khu vực nhà vệ sinh chung để cho gia đình có thể thuận tiện. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin cũng như là thông số thiết kế của căn nhà đang được hiển thị ngay trên màn hình. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những thông tin thiết kế cơ bản của căn nhà vườn mái thái của gia đình nhà anh Nguyễn Đình Cư, trú tại Bình Phước. Và đây là một trong những mẫu nhà điển hình của nhà đẹp Guitar. Và nếu như quý vị yêu thích mẫu nhà vườn mái thái này, quý vị chỉ cần nhấc máy lên và gọi điện thoại đến cho chúng tôi với những thông tin hotline đang được hiển thị ngay trên màn hình, hoặc để lại thông tin của mình phía dưới comment để được tư vấn cũng như là hỗ trợ miễn phí. Nhà đẹp Guitar rất hân hạnh được phục vụ tất cả các quý khách hàng từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam với đa dạng các phong cách kiến trúc khác nhau như nhà vườn mái Thái, mái Nhật, mái lệch, mái bằng với đa dạng các phong cách kiến trúc từ hiện đại, cổ điển đến tân cổ điển nhằm phục vụ cho tất cả các quý khách hàng. Cảm ơn các quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip của nhà đẹp Guitar. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số review tiếp theo của chúng mình.